cái này, à đúng rồi, chị có hai cái này đúng rồi. Đây, chị cập vào trang này này. Chị cập vào cái trang này nha. Đây, mấy hình này không phải đâu nhỉ? Phải không? Ba hình, bốn hình này. Sao? Bốn hình này. Thì mình đúng rồi, để mình gợi ý, mình gợi ý ở chỗ này, sau đó mình phải truy cập vào cái trang của nó thì mình mới có hình ảnh của các bài thơ. Cái này nó chỉ có bốn, nó chỉ có bốn hình thôi phải không? Đây, một ảnh ở đây. À, mình cho nó nhỏ lại. Không phải nữa. Cái này slide đâu. À, đó rồi. À, đó, kìa. Để cái dòng cái dòng nhá chị. Vâng, thế thì chọn lên một hết thì chị chỉ nháy chuột thải vào cái mũi tên hai chiều kia, ở gần cái chữ mà nó dán cách ấy, có nghĩa là mấy cái kiểu như nó dán, ví dụ như dán chữ ở giữa này, cần cắm chữ ấy ở trong cái phần mục paragraph ấy, chị đang sử dụng word bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, thế thì chị để ý xem ở phần home ấy thì ở phần paragraph cái chỉnh ấy, ví dụ như đây mình chỉnh cái chữ ở giữa này, chỉnh cái chữ ở đầu đây này, chỉnh cái chữ ở cuối này, đấy thì cách qua đó nó có một cái mũi tên hai chiều ấy chị. Ở trong cái phần chỉnh cái không này, không này kiểu chữ cơ chữ này, thấy chưa? Sau đó mình quay ra ở dưới hàng dưới, nó căn cái chữ này, căn chữ ở dưới chẳng hạn. Mình căn theo kiểu như center ấy, thì nó sẽ ở dưới, căn chữ ở lề bên trái nhà, bên phải nhà đấy. Và mình thì chị bôi đen hết, sau đó chị bôi đen hết này, sau đó mới vào trong cái phần mũi tên hai chiều ấy, thì chị có hình ảnh các thứ không để em chụp cho, để chụp hình cho thì nó dễ hơn. Ở trong cái mũi tên hai chiều ấy, ở gần đúng rồi, chị kích vào trong đó, sau đó chị để ý xem ở hai dòng cuối ấy. Kích. Vâng. Vâng, chị chạy một xem nào. Nó vẫn thế không? Nhưng mà nó vẫn cách xa phải không chị? Thế thì chị để ý xem hai cái dòng cuối ấy nó có chữ limu gì ấy, paragraph. Phải không? Chị xem có cái chữ limu paragraph không? A B phải không? Nhưng mà có chữ nào bắt đầu bằng cái chữ limu không chị? Hai cái dòng cuối ấy. Không. Chỉ có ADD, xong rồi tất cả đều ADD hết phải không chị? À đều, đúng rồi chị, kích vào cái chữ kia là được nha. Remove. Vâng, kích vào cái chữ remove ấy. Có nghĩa là mình xóa cái khoảng cách giữa các chữ đi. Đấy. Vâng, kích vào remove kia, chị thử bôi đen ngay xem nào, Katrina. Nó xóa bỏ khoảng cách giữa các chữ đây chị, cái này ấy. Katrina, vâng, bây giờ chị nhấn vào cái này, sau đó bấm chọn remove, remove là xóa bỏ mà. Còn space kia là khoảng cách. Được không chị? Bây giờ là ai giờ hết là có nghĩa là ví dụ như bây giờ một dòng thì cách, dòng thì không cách phải không? Thế chị bôi đen rồi, bây giờ chị vào trong cái phần dấu cái ở cạnh cái dấu an ngỏ ấy chị. Chị xem ở trong cái ở trên cùng với cái dòng phông chữ và dòng tớ chữ ấy thì chị ở trên của nó là cái dấu a mà nó chọn màu ấy, thì chị phải bấm vào kia để xóa định dạng này. Xóa, chị bôi đen xong chị bấm F11 đi là được. Chị bôi đen sau đó chị nhớ thêm một nói này khó nhỉ. Nhấn chị phải bấm vào trong cái biểu tượng cái chữ a của nó ấy, a lớn a nhỏ ấy, sau đó chị a lớn a nhỏ cách ra đó một chữ gần cái chữ a lớn a nhỏ ấy, thì chị phải xóa định dạng đi,
Vâng, phải xóa định dạng đi, bởi vì là nó đang đồng bộ với nhau, chỗ thì có khoảng cách, chỗ thì không có khoảng cách đi, thì mình phải xóa định dạng đi. Gần cái chữ A lớn là nhỏ ấy, nó chữ A lớn là nhỏ, mà gần nó có một cái chữ là clear formatting ấy, là xóa định dạng ấy. Chụp, em chụp ảnh cho, nếu mà có Zalo ấy. Vâng, cái này là xóa định dạng nhé, được nha, cái này căn chỉnh văn bản hình thường này. Vâng. Hình ảnh này chưa được nhỉ? Hình ảnh này. Vừa làm được cái đây là mình chọn new slide là nó sẽ tự động chạy một slide khác này này. Bây giờ làm cái gì này? Viết cái không chữ như này đi, viết cái chữ như này đi. Dưới là mới có hình mà cho một hình mà hình đầu tiên là hình sớt này, trường hình đầu tiên là có ông mặt trời kia phải không, hay là hình nào? Đây 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 này là cho nó nhảy nhảy này giống nhỉ, nó có cái hiệu ứng chuyển cảnh nhá. Đây hiệu ứng này phải không? Cái hình này nó chạy như thế kia phải không? Cái này thì vào slide show này phải không? Transition. Cái này thực sự chưa được soạn cái này bây giờ. Nhưng mà nhìn vào đây là biết là bởi vì là đây này. Làm cái hiệu ứng xong rồi. Ví dụ như hiệu ứng như này phải không? Chữ quáng này. Đây là hiệu ứng slide show của nó này. Đây đang bảo làm cái này được. Đó. Cái bàn cụ hả? Hình tiếp là hình con kiến à?
Đây cái hình làm cái cuối này nhé. Làm cuối thì tạm biệt đúng không? Còn cho bạn không? Cho hình cuối này bạn. Hình cuối là nó tự chạy à? Hình cuối là... cuối là như cái phần đầu đấy. Chào, chào mọi người. Chào tạm biệt. Tạm biệt là... tiếp mà, tiếp mà. Đây là nó chạy không... không còn xanh như cái nền của cái... nên nên nó xanh, nên nó xanh phải không? Đây như chỗ nào đó. Nhưng mà cần phong khác không? Như này được rồi. Cái hình này nó khác nhảy ra hay là thì cho chạy chạy các cửa lên xoay sâu rồi cho vào cái đây nó chỉ xuất hiện như thế làm nó xoay xoay cái kiểu ấy xong nó nhảy ra rồi. Cái này cũng cần đấy. Ở đây cái này là sao?
chèn ông thanh vào không được này, insert này ông thanh vào.